Chào mừng đã quay trở lại với tạp chí thời trang, nơi hứa hẹn sẽ đem đến hình ảnh độc quyền từ hậu trường của những buổi chụp ảnh, những người mẫu quyến rũ, những nhà thiết kế tài năng và cả những sự kiện thời trang đình đám. Tuần này trên tạp chí thời trang, hãy cùng gặp gỡ siêu mẫu Thùy Dương tại buổi chụp ảnh mới nhất của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Địa điểm tiếp theo sẽ là một trong những sự kiện nóng nhất tại Sài Gòn, buổi khai trương cửa hàng mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Tạp chí thời trang sẽ có mặt ngay để lắng nghe chia sẻ từ những vị khách tham dự nổi tiếng về cửa hàng mới này nha. Vào cuối chương trình, nhà thiết kế Lâm Gia Khang sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới của mình với sự xuất hiện của người mẫu Thanh Trúc. Đừng chuyển kênh. Gọi là Kate Moss của Việt Nam, người mẫu Thùy Dương hoàn toàn không giống bất kỳ người mẫu nào khác. Nét đẹp đặc trưng của Thùy Dương đã đưa cô trở thành một trong những người mẫu ảnh thời trang hàng đầu Việt Nam. Lần này trong bộ ảnh mới, Thùy Dương sẽ khoác lên mình những thiết kế cổ điển của nhà thiết kế Thủy Nguyễn từ thương hiệu Thủy Design House. Hôm nay Tidi đang chụp một buổi editorial cho chị Thủy Nguyễn. Thì cái phong cách, phong thái của chị Thủy Nguyễn là có gì đó rất là dân tộc, cho nên là tất cả bộ sưu tập của chị Thủy đều mang đặc tính chất dân tộc, như là áo dài, rồi món, rồi cái quang cảnh xung quanh nó đều là rất là cổ điển. Và tôi đây mong rằng các bạn sẽ đón xem bộ ảnh trong thời gian gần đây. Buổi shooting hôm nay, là style phương Đông, tông màu hồng, tại vì đồ của designer là tông đỏ và hồng. Nổi tiếng bởi những thiết kế vô cùng nữ tính và thanh lịch, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là sự lựa chọn đầy uy tín của những người mẫu và nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam khi tham gia các sự kiện thảm đỏ. Tạp chí thời trang sẽ đến số 442 Võ Văn Tần để cập nhật thông tin về cửa hàng mới của anh này và trò chuyện với những vị khách đặc biệt của Lê Thanh Hòa. Xin chào Giang TV ạ, hiện tại địa phương đang có mặt tại buổi khai trương ra mắt showroom mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Mình cảm thấy rất là vui bởi vì anh Lê Thanh Hòa là một trong những thiết kế mà rất nhiều những nghệ sĩ tin cậy, và khi mà đến đây, khi mà thấy những sản phẩm mới của anh Hòa, Phương tin chắc là sắp tới đây sẽ có rất nhiều những nghệ sĩ sẽ trở nên đẹp hơn về bàn tay của anh. Và Phương mong rằng mình cũng sẽ là một trong những nghệ sĩ may mắn đó, và xin chúc cho Lê Thanh Hòa sẽ ngày càng phát triển hơn trong công việc của mình, cũng sẽ là một nhà thiết kế sẽ được nhiều những nghệ sĩ cũng như là những khách hàng của mình tin tưởng và yêu mến. TV hôm nay Hoàng Ngân rất vui vì đã đến dự tiệc khai trương của anh Lê Thanh Hòa. Thì trước đây thì Ngân và anh Hòa đã là bạn với nhau một thời gian dài rồi, và với cái shop cũ thì Ngân rất là hay ghé thăm. Nhưng mà hôm nay đến với lại không gian mới và cách trang trí mới cùng với những bộ đồ đẹp, và trên người Ngân đây là hôm nay Ngân đang mặc một thiết kế mới của anh Lê Thanh Hòa, thì Ngân rất là hạnh phúc và cảm thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn mỗi lần mà mặc trên người thiết kế của Lê Thanh Hòa. Phải nói rằng là bạn phải trực tiếp ở đây, ở tại chính cửa hàng này thì mới cảm nhận được cái hương vị mới của những bông hoa, của những sắc màu rực rỡ, cũng như là cái sự mềm mại mà nhà thiết kế Lê Thanh Hòa truyền tải trong bộ sưu tập mới nhất. Và Trang cũng đang diện một trong những chiếc váy mà nằm trong bộ sưu tập đó, và thực sự rằng là
Trang cảm thấy rằng là hôm nay mình khá là nữ tính. Tại vị trí thứ 3 trong mùa đầu tiên của chương trình Project Runway Việt Nam, Lâm Gia Khang tiếp tục con đường trở thành một trong những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Anh vừa cho ra mắt cửa hàng mới của riêng mình cũng như trình làng những thiết kế mới tại L Fashion Show. Hãy cùng chúng tôi đến gặp Lâm Gia Khang cùng người mẫu Thanh Trúc tại buổi chụp ảnh bộ sưu tập mới của anh và tìm hiểu về nguồn cảm hứng của nhà thiết kế đặc biệt này. Xin chào Nhân TV, mình là Lâm Gia Khang. Hôm nay Khang có buổi chụp hình cho bộ tập mới của mình tại Thảo Cầm Viên và mình chọn người mẫu để thể hiện bộ tập lần này đó chính là chị Thanh Trúc Trương, một fashionista rất là nổi tiếng ở trong giới thời trang. Của bộ tập lần này thì Khang chọn những chất liệu như là satin, bố và organza cho chủ đạo. Và đây là bộ tập giao mùa Reform 2015. Và đây là bộ tập Khang muốn truyền tải tới khách hàng của mình những signature của mình, những cái dấu ấn riêng của mình bộ tập lần này. Tạp chí thời trang tuần này sẽ tạm dừng tại đây. Hãy đón xem vào tuần sau để cùng chúng tôi khám phá những chương trình thời trang hấp dẫn nhất, những buổi chụp ảnh công phu nhất và duy nhất chỉ có trên tạp chí thời trang.